Ở đây có bạn nào như tôi không? Hồi đó đọc Doraemon á, thấy cái thành phố ở thế kỷ 22 trong truyện nó vừa đẹp mà vừa còn hiện đại nên muốn dọn cái đó sống luôn. Tôi đã từng nghĩ rằng mấy cái đó chắc chỉ có ở trong truyện thôi. Nhưng cho đến khi chứng kiến sự ra đời của xe hơi thông minh Tesla, trợ lý ảo Siri hay gần đây nhất, chúng ta có ChatGPT được xem là bách khoa toàn thư của thế kỷ 21 thì tôi mới tin rằng chỉ khoảng 50 năm nữa thôi, tôi sẽ được sống lại tuổi thơ của mình khi đã 70 tuổi. Với mong muốn biến những điều tưởng như không thể thành có thể, thì IoT Lab Việt Nam đã được thành lập với hơn 30 sinh viên có thành tích học tập cao, cùng với đó là sự cố vấn của các giảng viên đến từ trường Đại học Quốc tế, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm đào tạo khu vực của CMEL và Viện Khoa học Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản JIST. Các lĩnh vực mà IoT Lab Việt Nam tập trung nghiên cứu bao gồm sản xuất, y tế, năng lượng, giao thông và cuộc sống thông minh. Tính đến nay, Lab đã có hơn 50 bài nghiên cứu được đăng trên các tạp chí khoa học uy tín và kỷ lục hội nghị quốc tế có phản biện. Có thể kể đến như hệ thống nhận dạng biển số xe, phát hiện ảnh giả mạo, hệ thống quan trắc chất lượng không khí, hệ thống theo dõi sức khỏe bệnh nhân COVID-19 hay là hệ thống phân loại rác thông minh. IoT Lab Việt Nam cũng đã giành được 2 giải thưởng cao nhất tại các cuộc thi học thực. Có thể kể đến giải nhất hội thảo chuyển đổi số cho thanh niên 2023 do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Đại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, cùng với đó là giải nhất cuộc thi IT Hackathon do Trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. IoT Lab Việt Nam là trung tâm nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật tại thành phố Hồ Chí Minh. Hãy theo dõi IoT Lab Việt Nam để biết thêm nhiều thông tin thú vị nhé!